Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã lên tới 1,025 tỷ kWh trong những ngày nắng nóng. Trong tháng 6 năm 2024, cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của Hệ thống Điện Quốc gia. Ngày cao điểm, công suất đỉnh của Hệ thống Điện toàn quốc đã lên tới 49.533 MW. Theo EVN, mặc dù tiêu thụ điện toàn quốc đã thiết lập các kỷ lục mới, nhưng nếu không có mưa vào chiều tối trong một số ngày gần đây, thì mức tiêu thụ điện kỷ lục có thể còn lên cao hơn nữa cả về công suất và sản lượng. Tình trạng tăng ca về tiêu thụ điện cũng gia tăng áp lực đáng kể về khả năng cung cấp điện trong cả nước.